chào cả nhà. Lời đầu tiên đến với kênh Thu Trần, Thu mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật là vui vẻ, luôn hạnh phúc bên cả nhà, luôn hạnh phúc bình an. Cả nhà ơi, hôm nay Thu mua hủ tiếu nạm nha cả nhà. Này là gao, ớt, chanh, gao Thu xớt ra đây, chỉ cho luôn một trái ớt luôn, Thu ăn ớt. Trong hủ tiếu thì có thịt bò nha cả nhà, bò và chả, nghe nè, giá, bò, mấy miếng thịt bò đó, đó cả nhà thấy không, được miếng chả này cả nhà đó. Đây là ớt, phở mới có mắm guốc, nhưng tại Thu thích ăn mắm guốc cho nên có mắm guốc luôn. Đây là miếng chanh, nhưng Thu không thích ăn chanh nên cả nhà. Chanh chiên với cá thôi, còn tí sữa chua Thu không thích ăn. Bữa nào xiên thì Thu nấu cơm, còn lâu lâu thì Thu cũng đổi món một bữa. Thu làm mệt quá thì Thu mua một dĩa, một tô thì Thu ăn từ bữa trưa tới chiều. Còn nếu không thì Thu nấu cơm. Nấu cơm thì ăn có chén cơm bí nóng. Bây giờ Thu chế nước luôn nha cả nhà, nóng quá. Đó, Thu để gạo thêm. Thì gạo chín thì cả nhà. Cả nhà thấy tô phở của Thu và tô hủ tiếu của Thu ngon không? Đây, Thu mời cả nhà cùng ăn với Thu nha. Bây giờ Thu múc ra chén, Thu ăn không hết. Tôi cho thêm miếng nước. Cái này chắc Thu ăn một chén một thôi quá. ăn giặt ăn hai chén, còn cái này chắc ăn chén một quá. Chén một là no rồi. Trái ớt nữa nha cả nhà. Miếng chả,
Thu mời cả nhà cùng Thu mời cả nhà cùng ăn với Thu nha. Ăn trưa với Thu. Ngon quá cả nhà ơi. Bỏ miếng mắm ruốc vô nó mới vừa ăn thơm thơm lạ. Ngon lắm. Chả này chả bò luôn cả nhà. Nói chung toàn là bò không có thịt heo. Rất là ngon. Nước súp rất vừa ăn. Bởi vì quán này bán đắt lắm, vô mùa để lâu lắm mới mua được. Độ ngọt của nước súp vừa phải, không ngọt quá. Mà nước súp hơi lạ, Thu để mắm ruốc nên là vừa ăn. Thu bắt nước súp lên, Thu chuẩn cho nóng rồi chín gạo. Chín gạo, rau muống và bắp chuối ăn nó có vị ngọt ngọt, rất là ngon. Quán này bán hàng chiên, quá trời đông người ta luôn, quá ngon. Thu bắt nước súp lên, Thu chuẩn cho nóng rồi cho nên chín gạo, rau muống và bắp chuối ăn nó có vị ngọt ngọt, rất là ngon. Cái thịt bò rất là ngọt nha cả nhà. Mới mặt Thu cũng lên nói chuyện gì cả nhà, chán cả nhà có vào xem không cả nhà. Cái Thu không biết Thu đi làm không, Thu có biết đâu có quay gì được đó. Nhưng mà Thu thì muốn lên nói chuyện với cả nhà cho nên phải làm thôi. Phải lên nói chuyện với cả nhà thôi. Cả nhà thương Thu, Thu rất vui. Nhà Thu chân thành cảm ơn cả nhà. Còn cả nhà mà không thích thì Thu cũng phải đành chịu, chứ giờ Thu mất làm cũng quay gì được hết. Thu mong cả nhà ủng hộ Thu thật là. Có ai ở một mình nó buồn á, vô nói chuyện Thu cho vui. Nào quá rồi, nào không nổi. Ăn thêm miếng gạo nữa thôi. Chị nghỉ đi chắc chưa? 11 giờ. Tôi chạy về tới nhà cũng 11 giờ mấy rồi. Tôi còn ghé mua đồ ăn nữa. Thế là tôi ăn xong cái là tôi dọn dẹp tới tôi đi làm nữa rồi.
Thôi tới giờ Thu cũng đi làm rồi. Thu cũng xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video sau nhé. Nhớ giờ ủng hộ Thu nha.